sẽ nhìn nha anh ạ và giải thích tại sao hôm trước là chúng ta đã đến câu 24 phải không ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 25. Bạn nhìn đi ạ và cô sẽ gọi nhìn nhìn câu 25, 26, 27, 28 nữa là để cô sẽ gọi các bạn nhé. Câu 25, cô mời bạn Kim Châu. Chỗ thưa cô là Vì sao? Vì sao lại sai ở à, Kim Châu? dạ sổ 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 thịt là phê thầy mình Sao tư gì này? enjoy. Enjoy. Ok, thank you. Châu, sau enjoy là một động từ thế mình mà người ta để đấy là một to verb. Vì vậy chúng ta sẽ sửa thành building. Câu 26. Sẽ mời. Mời cái bàn mà điểm thấp và đây để giải thích. Mời Thánh Trà. Thánh Trà nào. Câu 26. Trong sự cố là chậu chân bé quá. Vì sao? Trong sự cố là bởi vì 6 ấn là một khu ấn Mặt từ hobby là bắt đầu là một khu ấn nên là không được. ok very good hobby bắt đầu là một phụ âm vì vậy chúng ta không thể dùng ân mà chúng ta sẽ dùng ơ very good. Đó. Câu 27. Câu 27. Mời Phương Uyên. Phương Uyên nào. No. Cuộc lắm. Yeah, teacher. Sai ở câu A cô. Why? Bởi vì chủ ngữ của nó là số ít nên ta chuyển A thành X. Chủ ngữ của nó là gì? Là gì mà là số ít? Reading book cô. Ok, very good. Thank you. Ở đây chúng ta có nhá, reading book là một hoạt động. Mặc dù chữ book đây này nó kết thúc là âm S nhưng mà cả cụm từ reading book động chức năng là chủ ngữ, là một hành động, vì vậy không phải là số nhiều. Mặc dù phía trước đó có chữ book là thêm S nhưng mà cả cụm này là chủ ngữ nên đấy là một hoạt động động từ to be phải là y chứ không phải là a. Không phải là a, phải sửa thành y. Mà bạn nhớ cách sửa luôn ạ nhá, cách sửa luôn, mình đã nói cách sửa. Và khi bạn được gọi là các bạn cố gắng giải thích tại sao luôn, thì cố đờ về hỏi lại vì sao. Please continue 28. 28. Anh Khoa. Cô là giấy giấy cô Rồi em cứ giải thích đi cô, yêu cầu giải thích mà. á, cô là sai đâu vì là tủ Vì sao lại thế? đi gục không đi gì không? Đi xe đạp để đi làm. Để làm một việc gì? Đó là to walk.
Ok, thank you. To work, not for work. Đi xe đạp để đi làm. Ride, hit bike to work. Đó là bài tìm lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ sang với bài điện tử. Bạn nhìn lại bài điện tử bạn đọc và sẽ giải thích tại sao. Để cô bỏ cái phần này để bạn nhìn cái phần đáp án như này nhé. Đó. Bây giờ nào. Câu 29. Xem mời. Who can explain? Ai giải thích được câu 29 mà đến đoạn này là nhiều bạn sai ạ. Các bạn chủ yếu điểm 8, điểm tâm rưỡi là do sai từ câu này trở đi. Nên các bạn phải để ý ạ. Who can raise your hand? Giải thích nào. Câu 29. Kiện văn place. Hôm nay em chưa làm được ạ. Thank you. Nguyễn Huyền. Dạ thị trường em cho cô đi. Why? Bởi vì là vị trí Cần Đê là một tỉnh thân. Excellent. Thank you. Bây giờ chúng ta có nhá. Interesting là một tính từ. Vì vậy and ở đây cũng cần điền một tính từ. Một tính từ và happy là một danh từ. Nên ta cứ nhớ cho cô. Danh từ thì tính từ sẽ đứng trước danh từ và từ and là tương đồng. Nên ta có interesting là tính từ rồi. Nên ta sẽ tìm đến đáp án là có là một tính từ. Và từ của chúng ta là enjoy là từ gốc đầu quá khứ của nó là enjoy đấy và tiếp diễn của nó là enjoying thì ở đây cần một tính từ nên chúng ta phải chọn là enjoyable. Enjoyable là thích thú, một sở thích. Tôi có một cái sở thích rất là thú vị và thích thú. Enjoyable. Câu 20, 30. Có 30. Bảo Lâm, please. Chờ em chọn đáp án D cô. Why? Bởi vì đấy là cậu hiện thi hiện tại hoàn thành. Hiện tại này thì sao? Sao ai hẹp thi công với đồng tư chỉ ở cột hai. Thế là em chọn đáp án B à? Có là nếu mà có từ three shot phim thì phải dùng từ watch it, xem bộ phim ngắn không phải là chơi. Có nghĩa là vì em thấy từ short film nên em phải chọn là watch. Có phải thế không? Yeah. Ok, thank you Bảo Lâm. Another. Bạn khác nhá. Quảng Đông, please. Can you? Em giận bàn quá. Em giọng bạn. Quyết, please. Từ cầu là em cho đáp án C các bạn. Why? Bởi vì là ở cầu này có một loại đến là làm một bộ phim ngắn. Từ nào mà giúp em biết là làm một bộ phim ngắn em cho sẽ Ok, thank you Quyết. Bây giờ bạn nhìn nhá. Bây giờ bạn nhìn cho cô đáp án A, B, C, D này. Đối với cái đáp án A, B, C, D đều được sử dụng cho thi hiện tại hoàn thành. Bạn làm ở đấy á, sau have là một verb, ở đấy là bạn bảo là nói là một verb quá khứ là không đúng mà phải là quá khứ phân từ. Vì vậy á, cái quá khứ phân từ này này
Nếu có quy tắc là chúng ta sẽ thêm ed, còn bất quy tắc là chúng ta sẽ đưa với cột thứ ba trong bảng đầu tư bất quy tắc. Thì cái này chúng ta có một số bạn đã được học, nhưng một số bạn có thể là chưa biết, nhưng không phải là thì quá khứ đơn, nên là không phải là nói là nó ở cột hai đó bạn, mà nó phải ở cột ba. Cột ba con cột hai có từ đất, từ đặng này là sẽ là từ đất, à, từ mây vẫn là mây, còn later và water là có quy tắc, nên chúng ta thêm ed. Là thi cái hình ảnh này nè, là cả bốn đáp án này đều chọn được cho thi hình ảnh này, là vị trí 30 đều chọn được. Còn tại sao lại chọn là đáp án C? Bây giờ cô sẽ giải thích này. Mở đầu liên người ta nói tôi có một sở thích thú vị, I make short video. Đấy, người ta dùng make. I make short video clip. Tôi làm những cái clip ngắn. À, vì vậy á là nó trở thành như một món quà sinh nhật cho của tổ, bố mẹ tôi dành cho tôi, và trong này có tập thứ bảy. Vì vậy tiếp đó, kể từ khi đó tôi đã làm ra 3 bộ phim ngắn, thì lấy cái từ make ở short video clip thì ta sẽ điền được vị trí này cũng sẽ là make 3 short film, làm 3 bộ phim ngắn. Thế thì ở đây bạn nói cối chữ đắn nó cũng có nghĩa là làm, từ đắn này cũng có nghĩa là làm, thế tại sao không chọn mà phải chọn là từ mệnh? Thì bạn nhớ cho cô một điều như này này, thế thì trong lớp cá có ai hiểu được sự khác biệt giữa từ đắn và từ đủ và từ mệnh không? Ai biết đó, chúng ta phát biểu đó, tại sao không chọn từ đủ mà phải chọn từ mệnh? Ai ai phân biệt được nó sự khác biệt giữa mệnh và đủ ở chỗ nào? Huyền Trang, please. Hình như là make là để nói về làm ra thành phẩm gì đó, còn đo gì đó, còn do là để chỉ một cái hoạt động, để làm chỉ làm một cái hoạt động đó. Em nói lại cho rõ cho các bạn nghe được không? Bởi vì các bạn có lẽ chưa nghe rõ lắm. Là dùng để chỉ một cái hành động hoặc là một việc làm nào đó. Okay, who can explain clearly? Ai có thể giải thích một cách rõ hơn không? Quyết, please, can you? Vừa cậu là mạch là ám chỉ một hành động sáng tạo, xây dựng hay là sản xuất. Con đủ thì mang nghĩa và là làm một việc gì đó có sẵn hoặc là dùng vậy, đại từ không xác định. Excellent. Thank you, Quyết. Đó, các bạn thấy này, cô chọn được đáp án số 30 là từ mệnh, là vì ngay cái câu hai là có, nhưng mà để đấy bạn nói làm thì bạn Quyền đã giải thích rất rõ rồi, từ sáng tạo ra một việc gì đó thì chúng ta phải dùng từ mệnh. Bạn này từ làm ra bộ phim, làm cả bộ phim ngắn, bạn từ làm, vì vậy là sẽ dùng mệnh. Còn từ đăng là dựa trên một cái mô típ có sẵn. À, nó có sẵn rồi, bây giờ chúng ta chỉ thực hiện thôi, chúng ta không cần sáng tạo thì chúng ta dùng từ đủ, nên là trong trường hợp này chúng ta không dùng từ đủ được mà chúng ta phải dùng từ mệnh, từ mình làm nên cả cái bộ phim đó. Continue. Câu 31 à? Câu 31 mà ai không rõ thì chúng ta có thể ghi chủ câu vở của mình nhá, sự khác biệt giữa mệnh và đủ đấy. Cái này chúng ta đã được học ở lớp 6 câu 31, Hữu Thùy, please. Em thưa cô, làm cho cô ạ. Why? Tại vì gọi cùng từ là thạch bạch yến What it mean? thảm giả. Well done. Thank you. Ta có một cụm từ đó là take part in, tham gia vào một việc gì đó. À, nó bằng với participate in, tham gia vào việc gì? À, take part in
bằng participate in, có cụm từ của nó rất tốt. Thầy bạn in sẽ bằng này, bằng với join, tham gia vào việc gì, bằng với participate in, ba cái cụm từ này nó bằng nhau. Tham gia vào việc gì, tham gia vào một cái việc gì, cái cụm từ nó đi với nhau nhá. Câu thứ 32. Ok, 32. Nhưng bạn khác nào, bạn đọc đi à, xem từ vị trí căn điền và tại sao. Hi, Anne, please. Yeah, teacher. It's so. 32 mà. It after. Why? Cháu có bài vì là sau giờ thì ta sẽ bỏ là after chúng tôi chuẩn bị xem phim. Chúng tôi chuẩn bị xem phim á. Tại À. sao tơ làm gì phải chuẩn bị xem phim? À, bắt đầu xem phim. After nghĩa là gì? Sáu Sau khi. Sau khi để em hiểu câu này là gì? Em nói chậm chậm cho các bạn nghe nó giải thích lại đi. Em hiểu cả cụm từ nó là gì? cô cho cháu tự im mình thấy cháu lặng thủy quá. Làm thế à? Bảo anh đó. Chữa người được của Chữa người được. Ăn ná chưa? Nhưng mà khác nào? Ai giải thích được nào? Đó. Chỉ một mình bạn quyết thôi à? Còn những bạn khác cũng giải thích được à? Lý Bình, can you? có ta có cụm từ take part à, trong nó ra được của... Bạn phải hiểu cái câu hồi đó nói gì chứ. Ok, hài hả nào, em giải thích lại đi. Chào thưa cậu là chọn chọn after là bởi vì cái cậu này là hòa dịch là mỗi cảnh quái thì đều nhỏ và họ có thể nhìn thấy vào trong chữ ngay sau khi chúng tôi bắt đầu quái. Sau khi chúng tôi bắt đầu quay phim mà, sau khi ấy, trước khi mới đúng này anh à, em hiểu đúng rồi, em hiểu cậu rồi à, nhưng mà xem từ đáp án A hay đáp án B mới đúng. Dạ vẫn bảy ạ. À rồi, theo ý kiến của bảo à, này anh là đáp án B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lại cái đoạn này người ta nói nhá. Khi tôi chúng tôi kết thúc một cái cảnh thì sẽ đóng vai là một diễn viên đúng không, để mà đóng vai diễn viên để học các cái lời thoại của cái bộ phim mà bạn đang sáng tạo đó, thì mỗi cảnh thì đều là ngắn và có thể nhìn lại những cái từ mà trước khi bắt đầu quay phim, có nghĩa là ví dụ như bạn là đóng vai là diễn viên trong cái đoạn clip mà cái bạn này đang làm bộ phim ngắn này đấy, thì trước khi bấm máy quay thì mọi diễn viên đều cần phải nhìn lại cái kịch bản, lời nhục của mình là gì, phải nhìn lại những từ họ có thể nhìn lại những cái từ mà trước khi họ bắt đầu quay phim, còn mà nhìn sau khi quay thì nhìn làm gì được, mà phải nhìn trước khi quay để nhớ được lời thoại. Vì vậy ở đây chúng ta phải chọn là before. Trước khi bật máy quay thì các bạn phải đọc lại cái lời thoại của mình, xem thử là mình định nói gì, lời dần của mình ra sao. Vì vậy là phải xem lại trước khi quay, chứ không phải sau khi quay. Ai ăn à? Ở đây chúng ta phải chọn before, not after.
After là sau khi quay xong rồi thì không cần phải xem lại cái lời thoại đó nữa. Mà sẽ xem trước khi chúng ta quay. Vì vậy chúng ta phải chọn before. Câu thứ 33. Ok, explain. Ai giải thích được nào? Câu 33. Hai anh bảo anh please. Cháu sư cố là cháu tròn cô đế. Vì Cháu sư cố là với dịch ra là vì vậy không một ai có không một ai có thể mà vì vậy không một ai có vì vậy không ai phải đi xa. thì em phải đưa được nguyên nhân tại sao để em mới đến vì vậy được chứ. Là chúng tôi đang quay phim vào cuối tuần tại khu phố của tôi. Ok, đó cái những cái bộ phim này được dựng lên tại ở khu phố mà này đang ở nên là không ai phải đi xa cả. Ok, thank you bảo an. Đó, quay tại nơi địa phương mình ở luôn, nơi khu vực mình sống đấy nên không ai phải đi xa và quay vào ngày cuối tuần. Đó là sở thích quay phim của cái bạn này. Là chúng ta đã tìm hiểu cái bài đọc. Thế thì kỹ năng đọc là bạn phải hiểu vào ngữ cảnh và dựa vào phía trước và phía sau của vị trí cần điền để chúng ta sẽ chọn được đáp án thích hợp. Hy vọng nhân dân các bạn sẽ có một cái kỹ năng để chúng ta làm bài đọc hiệu quả. Còn chủ yếu là bị bài đọc mất điểm mà không giải thích được. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đối với bài đọc tiếp theo. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn lại câu hỏi ạ. Và khi bạn trả lời chọn A, B hay C, D thì bạn cho cô biết cái câu nào giúp trên bài đọc giúp bạn chọn đáp án đó. Câu nào trên bài đọc giúp bạn chọn đáp án đó nhá, bạn cố gắng giải thích. Nhiều bạn biết rồi, đúng không? Hạnh Chi, please. Nghe tiếp chưa? Em cho nó ăn sợi. Why? Em dựa vào câu My hobbies are listening to music and watching television. Excellent. Thank you. Ngay câu thứ hai của đoạn 1 đang đọc câu được rồi. Đúng không? Nên chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Thank you. Tiếp tục nhá. Câu 35. Câu 35, bạn xem lại ạ. Và cho cô biết đáp án nó nằm ở chỗ nào. Who can? Phương Thảo, please. Nên đi chờ em cho nó bán á. Why? Tại vì em đưa vô cáo I often listen to my favorite song from an old castle. Cassette recorder. Ok, thank you, very good. A cassette recorder là một máy nghe đài cassette cũ. Vì vậy thường nghe những bài hát yêu thích qua cái cassette cũ. Chứ không phải từ máy vi tính, cũng không phải từ điện thoại. Đó, đến bài luôn ạ. Continue. Câu 36. Bạn nhìn lại cậu để bạn chọn và giải thích ạ.
Now, raise your hand if you know. Dạ phụ, please, can you? Teacher, em cầm câu đấy cô ạ. Why? Thì có câu I usually go to music shop in downtown Paris to buy those CDs. Thank you. Go to a music shop in the downtown to buy good CD. So it's just sentence D in the answer. Đó, nó nằm trong câu trả lời luôn. Đúng không? Vì vậy bài đọc bạn trả lời câu hỏi nên nó khá dễ. Bạn cứ nhìn trên bài, nhìn thấy giọng người đó bạn là bạn tròn. Rồi, tiếp tục câu 37 ạ. À. Câu 37 đã mời Hữu Thùy. Thưa cô là em điên câu 7 quá. Why? Tại vì đứng đèn bài của thằng cái cầu nhưng mà bị cỡ ít bơ ra đến mãi não lịt có gì tại vì câu trả lời không có gì não lịt nữa. Ok, đèn bài nó có knowledge. Knowledge là kiến thức của tôi. Nó giúp tôi mở rộng được kiến thức của mình. Vì vậy cái chương trình này là giúp mở rộng kiến thức của tôi. À, browse my knowledge of nature, về thiên nhiên, về con người, đúng không? Ok, thank you. So it because it widen his knowledge, mở rộng kiến thức của anh ấy. À. Đó là về bài đọc. Thì bài đọc này nó khá dễ ở cái chỗ là bạn chỉ cần nhìn vào phía trên bài đọc và câu trả lời nó giống là đáp án. Bây giờ sẽ dùng từ gợi ý viết câu văn trình. Ở câu 38, mời một bạn giải thích đáp án bạn chọn. Câu 38, mời Hoàng Phúc. Tôi sẽ có là câu sấy. Why? Bởi vì sấy là dành cái số ít cho nên enjoy là vì thêm ad. Quyết định à, vì có enjoy cho nên quyết định vì thêm ảnh. Excellent. Thank you. Đó. Sấy là đầu tư phải thêm ad. Mà sáu enjoy là phải thêm ảnh. Vì vậy đáp án đúng nhất ở đây là đáp án C. Câu thứ 39. Câu thứ 39. Mời bạn nào nào xem có bạn nào là nào. À, Minh Châu. Em được có là em đang đọc anh dạy. Why? Em được có là do phá ra số ít nên là trò đầm tư là đỡ và câu hỏi thì em gấu không cần chỉ nữa. Well done. Thank you. Đó. Bạn giải thích rất rõ ràng. Do fire là số in người ta mượn cho đồng từ đỡ. Khi mượn đỡ rồi thì đồng từ không chia nữa. Câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Xem mời. Bạn nào khi này chưa gọi. À, mời bạn Hoài nào. Ơi bạn Hoài. Em thực có là em cho anh cô bảy ạ. Why? Bởi vì là đấy là thể hiện tài đớn nên là sợ rít là phải thêm ẹt. Chủ ngữ là mà phải giờ là số ít. Excellent, thank you. Đó, phải giải thích được bởi vì cô bà nó gần giống. Chủ ngữ là phá giờ số ít nên rít phải thêm ẹt. Đó là cái bài tổng hợp của chúng ta hôm trước ở Unit 1. Thì đa số các bạn đều được 8 điểm, đúng không? Như vậy là khá tốt. Chỉ còn trong quá trình làm thì cũng bị sai một số câu. Thì cô đã chưa xong cho bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập tiếp ở bài 2. Unit 2. Bây giờ chúng ta sẽ ghi vào vở nhá. Bài học của chúng ta hôm nay đó là ôn tập về bài 2. Unit 2. Living healthy.
How problem? Healthy living. Bạn ghi một bài vào ạ. Review how unit 2 healthy living. Okay, there are some vocabulary for you. Bây giờ bạn sẽ viết từ vựng vào cho cô nhé. Ghi tư vấn vào ạ. Có Ngọc Trọng cũng có rồi cô ạ. Ngọc không? Rồi, tìm ai đi em. Dạ cô. Bạn ghi bài nhá, và khi cháu nhìn ta giơ tay thì cô biết bạn đã xong.
còn 7 bàn nữa là cố gắng thắng tao nhá. Ok, đã sổ các bạn đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe cô đọc bài nhá. Và các bạn cố gắng nhẩm theo các cái từ vựng này. Now listen please. Health, health, healthy, healthy, health problems, health problems, healthy activity, bolting, bolting, go bolting, go bolting, cycling, cycling, go cycling, go cycling, exercise, exercise, exercising, exercising, fit, fit, keep fit, keep fit, active, active, activity, activity, indoor, indoor, outdoor, outdoor, outdoor activity, outdoor, indoor, activity, active, keep fit, fit, exercising, exercising, exercise, exercise, go cycling, cycling, go potting, go potting, potting, healthy activity, healthy activity, health problem, healthy, health. Read aloud, đọc có theo đi ạ, đọc có theo nhá. Health, 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 vẫn thơ bật cuối, health, healthy, healthy, health problem, healthy activity, boating, boating, go boating, go boating, cycling, cycling, go cycling, go cycling, exercise, exercise, exercising, exercising, fit, fit, keep fit, keep fit, active, active, activity, activity, indoor, indoor, outdoor, outdoor, outdoor activity, outdoor activity, outdoor, indoor, activity, active, keep fit, fit, exercising, exercise, go cycling, cycling, go boating, boating, healthy activity, health problem, healthy, health. Bây giờ bạn sẽ nhẩm đọc ạ. Từ nào gặp khó khăn thì chúng ta hỏi nhé. Health problem, health problem, problem. Problem. Exercising, exercising nó có âm cuối là teacher, vì vậy chúng ta sẽ kết hợp với đuôi in. Exercising, 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 giờ
chữ cuối ở đấy là chữ giờ. Bây giờ chúng ta phải đọc là exercising, exercising. Keep fit, keep fit, keep fit. Exercise, exercising. Cái từ này ấm cuối là chữ giờ. Vì vậy kết hợp với em ấy chúng ta phải đọc là dinh. Problem, 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 lầm, lầm. Okay, who can read? Raise your hand. Ai có thể đọc được không? Chúng ta giơ tay qua xem nào. Số năm à? Voting, ấy đó, âm ư. Voting. Âm ư, ư nhá, âm à. Ở à này được phát âm là ư, Voting, voting. Go voting. Số 3 cái này bạn hỏi rồi, đó là problem. How problem? How problem? Problem. Cao Trang, please, can you read? Dear teacher, healthy, health problem, healthy activity, voting. Go boating, cycling, go cycling, exercise, exercising, fit, keep fit, active, activity, indoor, outdoor activity. Thank you, Kang. Another, bạn khi này bạn bảo lắm nó hỏi số 4 nhá. Thì bạn nghe bạn cáo trắng đọc đấy. Healthy activity. Healthy activity. Another. Bạn khác ạ. Mời bạn Quỳnh Chi. Can you read? Yes. Dear teacher, healthy. Healthy problem. Healthy activities. Potting, go potting, cycling, go cycling, exercise, exercising, fit, keep fit, active, activity, indoor, outdoor activities. Excellent. Thank you, Quỳnh Chi. One more. Tammy, please. Healthy. Health problem. Healthy activity. Boating. Go boating. Cycling. Go cycling. Exercise. Fit, keep it, active, activity, indoor, outdoor activity. Well done. Thank you, Tammy. Đọc khá tốt rồi đấy, tự tin thêm một tí nữa. One more. Mời một bạn khác nhá. Nhật Sáng, please. Đi động đường mình thương. Nhập sạc đọc đi. Healthy. Health problem. Healthy activity. Watching. Go watching. Cycling. Go cycling. Exercise. Fish. Keep fish. Activity. Indoor. Outdoor activity. Why good? Ở đây nhận sáng nhá, cái từ này này. Exercising. Ở đây là âm e, nhưng mà âm y. Exercise, không phải exercise. Không phải là exercise, mà phải là e. Exercise.
Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh trong ở của các cái từ này nhá. Thì ở đây từ thứ nhất là một âm tiết nên trong âm nó rơi ngay chính nó luôn. Bây giờ từ thứ hai chúng ta có healthy. Healthy là một tính từ hai âm tiết. Healthy tính từ hai âm tiết, vì vậy chúng ta sẽ đánh trong âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Đúng rồi, rất nhiều bạn có đáp án đã đưa vào hộp chat, đó là âm tiết thứ nhất. Heo, rồi bài chữ heo. Đó, rất tốt. Các bạn đã biết rồi đấy. Chúng ta sẽ đánh trong âm vào âm tiết thứ nhất của từ heo. Healthy, rồi âm tiết thứ nhất nhé. Continue. Continue. Từ tiếp theo đó là từ healthy problem. Health problem. Problem. Đánh từ problem. Bạn đưa vào hộp chat có xem nào. Problem. Ok. Đấy. Vì vậy ở đây rất tốt. Các bạn hầu hết đã đánh vào âm tiết thứ nhất, đó là bro. Từ đây này rơi vào chữ o. Vì vậy chữ ở đây sẽ đọc ra là chữ ơ. Nó không còn trong âm. Ta sẽ đọc là problem. Problem. Đấy. Vì nó không còn trong âm nên chúng ta sẽ đánh vào vị trí thứ nhất là chữ o nhá. Và chữ e này ta sẽ đọc là chữ ơ. Không đọc là problem. Mà nhiều bạn sẽ đọc là problem. Không phải ạ? Problem. Problem. Bởi vì đấy là âm ơ, không còn trong âm. Tiếp tục nhá. Activity. Activity. Bạn đưa vào hộp chat nào. Activity. Rồi, cái này thì bây giờ chúng ta luyện khá nhiều rồi. Wow. Rất tốt. Hầu hết các bạn đã có đáp án đúng. Từ này nhá, nó sẽ rơi âm tiết thứ hai. Đó là nó sẽ rơi vào chữ T. Vì từ này kết thúc là ET. ET thì trong âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Hay là trước nó. Đây, nó có đuôi ET. Vì vậy trong âm sẽ rơi phía trước nó. Nó ra rơi vào chữ T. Ta sẽ đọc là activity. Activity. Rất tốt. Tiếp tục nhá. Từ tiếp theo. Cycling. Cycling. Bạn đưa vào hộp chat nào. Cycling. Very good. Mai chị có nhầm lần không? Cycling. Đó, hầu hết các bạn đều có đáp án đúng. Đó là rơi vào vị trí thứ nhất. Ok. Đó. Còn chữ ính đây là thêm hầu tố nên nó không có trong âm đâu. Và từ nay chỉ hai âm tiết. Làm gì có âm tiết thứ ba mà bạn mai chị đi ấn số ba. Tiếp tục nhá. Exercise. Exercise. Rất tốt. Bạn Hoa Huệ kiểm tra lại xem. Exercise. Ok. Đó, đa số các bạn đã đúng rồi. Nên bạn nhớ cho cô, từ đây ta phải đọc ra âm E. Đọc ra âm E là trong âm rơi ngay chính nó rơi vị trí thứ nhất. Exercise. Âm ơ này. Âm này là âm ơ. Exercise. Rơi vị trí thứ nhất. Ok. Đó, vì vậy từ số 10 thêm hầu tố ính vào thì nó vẫn rơi vị trí thứ nhất. Exercise. Tiếp tục nhá. Active. Active. Very good. Đó. Hầu hết các bạn đã có đáp án đúng. Từ này là một tính từ hai âm tiết. Vì vậy trong âm nó rơi vào âm tiết thứ nhất. Active. Nó rơi âm tiết thứ nhất. Còn activity nó lại rơi âm tiết thứ hai. Nó biến đổi từ tính từ sang danh từ. Continue. Indoor. 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 Một số bạn có đáp án là âm tiết thứ nhất. Và một số thì lại có âm tiết thứ hai. Từ nay các bạn nhé.
Indoor là nó rơi vào âm tiết thứ nhất, rơi vào chữ in, không phải rơi vào âm tiết thứ hai. Nó rơi vào chữ in. Đó, từ này là một tính từ ghép. Outdoor, indoor là tính từ ghép các bạn này. À, vì vậy nó là tính từ hai âm tiết, trong âm nó sẽ rơi âm tiết thứ nhất. Nó rơi vào chữ in và chữ out, không phải vào chữ đo. Tính từ và tính từ ghép và danh từ ghép thì trong âm sẽ rơi vào từ thứ nhất. Nó rơi vào từ thứ nhất, sẽ rơi vào chữ in và chữ out. Đó, bạn đánh trong âm vào. Còn nhiều bạn nhầm lần với chữ đo. Chữ đó nó đứng một mình thì nó có trọng âm, nhưng mà nó ghép vào thì nó sẽ đánh vào từ thứ nhất. Trong từ ghép, nó rơi vào chữ in và chữ out. Ok? Sau khi đánh trọng âm, cô sẽ mời một bạn đọc lại nào. Đọc lại các từ đó. Mời bạn Anh Khoa nào. Đọc lại cho cô nào. Help. Healthy, health development, learn, healthy activity, boating, go boating, cycling, go cycling, exercise, exercising, fish, give fish, activity, indoor, outdoor, outdoor activity. Mm-hmm. Very good. Chỉ có cái từ này nhá, văn hóa chú ý cho cô này. Side, not sir. Cycling, âm ai? Âm này là âm ai? Cycling. Cycling. Đó, phải âm ơ. Rồi, rất tốt rồi. À, các bạn khác đã đọc được hết chưa? Có ai đang khó khăn trong việc đọc 17 từ này không? Bạn nào mà cảm thấy mình chưa tự tin lắm, chưa đọc được lắm đi, chúng ta giờ thấy lên cô xem nó. Bạn đọc đi rồi cô sửa cho nó. Có ai không tự tin với 17 từ này không ạ? Đã đọc được cả rồi phải không ạ? Ok. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục với các từ tiếp theo nhé. Có ai không đọc được nữa không? Hồi nữa này ba mai phát âm này này em chưa biết đọc. Ok, đã rồi các bạn đều đó đọc được rồi. Còn ai chưa đọc được thì chúng ta tiếp tục luyện nhá. Luyện để đọc cho được. Bây giờ chúng ta sẽ sang với các từ tiếp theo. Bạn ghi vào ở ạ.
Con bảy bàn nữa, đã cố gắng nhá. Ok, đang con bốn bàn nữa thôi. Bây giờ cô sẽ đọc qua những bàn xong rồi thì chúng ta cô nghe. Còn những bàn chưa xong thì chúng ta tiếp tục ghi cho xong và nghe các từ phát âm nhá. Now listen. Sun cream, sun cream, sunburn, sunburn, lunchbox, lunchbox, dim, dim, dim light, lip palm, chapped lips, chapped skin, skin condition, acne, acne, tofu, soybean, protein, vegetable, soft drinks, affect, avoid, diet, vegetarian, diet, avoid, affect, soft drinks, vegetable, protein, soybean, tofu, acne, skin condition, skin, chapped skin, chapped lip, chapped lip palm, dim light, lunchbox, sunburn, sun cream. Bây giờ cô giải thích một tí nhá, đối với từ 24, 25 và 26. Thì cái từ 24 này các bạn này là nó kết thúc là chữ ED và trước nó là chữ P. Thì ED mà đằng sau chữ P là chúng ta bật ra âm T. Vì vậy chúng ta sẽ có bật nhanh, chapter, âm gió, âm cuối của nó là âm T và trước nó là có âm B. Vì vậy nó hơi khó đọc thì cái trường đầu tư chapter, chapter lip, đọc nhanh ạ. Chapter lip, bật cuối chữ P và chữ T nối sáng với chữ lip, chapter skin, đó có âm T skin nhưng mà không bật T rồi nhá, mình chỉ rõ T thôi, âm cuối của nó chapter skin. Đấy. Skin condition, và mình nhớ từ cuối shop the rings, mặc dù đây có chữ cá nhưng mà chữ cá đi với âm s thì đó đọc là âm sh, âm sơ cuối. Lip cũng tương tự, lip là chữ p thì cũng đọc là âm sơ cuối, và chú ý nhá. Bây giờ chúng ta đọc to theo nào.
sun cream, sun cream, sunburn, sunburn, lunchbox, lunchbox, dim, dim, dim light, dim light, lip palm, lip palm, tap, tap. Ở đây âm e be, vì vậy bạn nghe giống như âm a nhưng mà là chap, mà phải tap, tap, tap lip, tap lip, tap skin, tap skin, skin, skin condition, skin condition, acne, acne, tofu, tofu, soybean, soybean, protein, protein, vegetable, vegetable, soft drinks, soft drinks, affect, affect, avoid, avoid, diet, diet, vegetarian, vegetarian, diet, diet, avoid, avoid, affect, affect, soft drinks, soft drinks, vegetable, vegetable, protein, protein, soybean, soybean, tofu, tofu, acne, acne, skin condition, skin condition, skin, chap skin, chap skin, chap lip, chap lip, chapped, chapped, lip palm, lip palm, dim light, dim light, dim, dim, lunchbox, lunchbox, sun cream, sunburn, sunburn. Bây giờ bạn nhẩm đọc đi ạ. Và khó khăn tới nào chúng ta hỏi. Wow, nhiều từ thế ạ. Ok. À, bây giờ là của bạn Hải Án nhá. Chat. Đấy. Có âm cuối là pơ tơ. Vì ta đọc nhanh này. Chat. Chat. Chaply. Chaply. Chap skin. Chap skin. Chap skin. Bật nhánh pơ tơ skin. Chap lip. Tiếp tục nhá. 31 này. Soybean, soybean, vegetable, vegetable, vegetarian, vegetarian, tarian, vegetarian, tarian, vegetarian. Cô đọc từ cuối này, số 38 này, vegetarian. 23. 23 sẽ đọc là lip palm. Lip palm. 31 là soybean rồi. 38 cô đọc rồi. À, từ 38 nhá. Cô đọc này. Vegetarian. 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 Rồi, tiếp từ 31, 37. Ồ, nó khả đọc hỏi. Như bạn hỏi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại chứ nhớ. Có bạn nhớ nhầm. Thì có đọc từ nào bạn nhớ nhầm từ đó? Soybean. Diet. Diet. Skin condition. Skin condition. Bây giờ cùng đọc lại từ số 18 đến số 38 nhé. Một lần nữa. Và các bạn cố gắng nhầm to. Đọc to theo. Bạn cứ đọc to thoải mái. Để mình phát âm ra được cái từ đó. Đọc to lên ạ.
đừng có đọc thâm, đừng có đọc nhầm mà đọc to lên. Cả cùng đọc nhá. Sun cream, sun cream, sunburn, sunburn, lunchbox, lunchbox, dim, dim light, dim light, lip palm, lip palm, chapped, chapped, chapped lip, sorry, chapped lip, chapped lips, skin, chapped skin, chapped skin, skin, skin condition, skin condition, acne, acne, tofu, tofu, soybean, soybean, protein, protein, vegetable, vegetable, soft drink, affect, affect, avoid, avoid, diet, diet, vegetarian, vegetarian. Okay. One student read for me. Mời một bạn đọc nhá. Phương Dung, please. Yeah, teacher. Sun cream, sunburn, lunchbox, dim, dim light, lip balm, chapped, chapped lip, chapped skin, 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 crimson, acne, tofu, soybean, 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 protein, vegetable, soft drink, fat, avoid, diet, vegetarian. Excellent. Thank you, Phương Dung. À, chỉ có cái từ này nhá. Protein, protein, à, tin. Okay. Well done. One more. Kiên Văn, please. Dear teacher, sun cream, sunburn, lunchbox, dim light, lip balm, chip, chip bread, chip skin, skin, skin condition, artist, tofu, soybean, protein, digestible, soft drink, effect, avoid, diet, digestible. Mm-hmm. Thank you. Nhưng mà kiện vắn là sự ngắt nghỉ rồi các từ nó hơi nhanh. À, em đọc từ này sang từ khác nên em phải có sự ngắt nghỉ quá à, để nó tách từ ra. À, và cái từ này chúng ta đọc này. Condition, 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 skin condition. Và vegetarian, vegetarian. Okay. One more, bạn khác nhé. Ngọc Trâm, please, can you? Ngọc Trâm. Dear teacher. Sun cream, sun, sunburn, lunchbox, dim, dim light, lip balm, chapper, chap lip, chapper skin, skin, skin condition, acne. Acne. Tofu. Tofu. Soybean. Soybean.
protein. Vegetable. Cố gắng lên. Short ring, affect, avoid, diet, veteran, vegetarian, vegetarian. Đó. Thì trong vùng đó có rất là nhiều cố gắng phát âm gần tốt rồi, chỉ có chưa bật được âm cuối. Ví dụ như từ rồi bạn làm nhá, affect, affect, avoid. Avoid. Cô có bật lười này, bật lười rồi chữ tơ mà. Affect. Avoid. À, phải có đơ cuối, tơ cuối. À. Ok, nhầm tiếp tục nhầm. Khi các bạn mình đọc, mình tiếp tục nhầm nhá. One more. Hoa Huế, please. Yeah, teacher. Sun cream, sunburn, lunchbox, dim, dim light, lip balm, chapter, chapter leaves, chapter skin, skin, skin condition, acne, tofu, soybean, protein, vegetable, salt drinks, affect, avoid, diet, vegetarian. Excellent. Thank you, Hoàng Huế. Nhưng mà chú ý cho cô cái từ này nhé. Chúng ta bật âm rõ thôi ạ. Chứ đừng có đọc là chapter, chapter leaf. Nó đúng không? Đọc nhanh này. Chapter. Chapped. À, cô đọc này. Chapped. À. À, bạn chỉ bật hơi ra thôi nhá. Đừng có đọc là butter. Butter. Butter là nó có ấm nó rang rồi. Đấy thì chỉ rõ ra. Chapped. Chapped lip. Chapped skin. Đấy. Đừng có đọc butter. Đừng học không đọc butter. Mà chỉ bật rõ thôi. Ok. One more. Áo quán, please. Sun cream, sun, sun bùa, look, lăn bục, dim, dim lại, lim ba, chat, chat lip, chat skin, skin, skin condition, acne, tofu, soybean, protein, vegetable, salt drink, acne, avoid, die, vegetarian. Quite good. Khá tốt nhưng mà đã bị một số lỗi. À, nghe này này, nhầm theo này. Sunburn, lunch spot, chứ phải book đấy, bot, bot, lunch spot, chứ phải book đâu, lunch spot, dim, dim light, lip palm. À, rồi tiếp chơi từ này này, đó là affect, avoid, diet, vegetarian. À, có cố gắng rồi nhưng mà đang bị lùi phải không? Protein, protein. Và khi các bạn mình đọc á, là mình cố gắng đọc theo, đọc theo để mình biết là mình phát âm là đúng chưa. À, xem bạn phát âm có bị nhầm ở từ nào không. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh trọng âm của các cái từ này để bạn rõ hơn về trọng âm và phát âm đúng nhá. The first word, sun cream. Sun cream, các bạn đưa vào hộp chat cho cô nào. Sun cream. Nhiều bạn rất là nhanh. Sun cream. Tuấn Kiệt kiểm tra lại nhá. Ok, very good. Thì ở đây hầu hết các bạn đều có đáp án là vị trí thứ nhất.
Chỉ có Tuấn Kiệt là hơi nhầm một tí. Và cô lại giải thích nhá. Sunscreen hoặc sunburn là danh từ ghép, ghép từ sun với từ cream. Vì vậy á, trong âm nó sẽ rơi âm tiết thứ nhất. Thì khi này ở số 16 và 17 cô đã giải thích sunscreen and sunburn là từ ghép nên trong âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Sunscreen and sunburn. Continue. Condition. Bạn đưa vào hộp chat ạ. Condition. Rất nhanh. Đấy, như bạn đã bỏ đáp án đúng. Anh Khoa kiểm tra lại nhá. Condition. Bảo Lâm. Ok, hầu hết các bạn đều có đáp án đúng. Thì hiện tại là mời chị Bảo Lâm và anh Khoa bị nhầm lần. Ok. Đó, thế thì ở đây nhá, các cái từ tiếp theo thì cô cũng đọc bởi vì nó một âm tiết nên là nó rơi ngay chính cái từ đó rồi. Bây giờ đến số 28 này. Condition. Từ này nó có đuôi tion. Vì vậy trong âm sẽ rơi phía trước nó. Đó là sẽ rơi vào chữ đi. Nó sẽ rơi vào chữ đi. Nên ở đây chúng ta sẽ đọc là âm ơ vì nó không có trọng âm. Đó. Nên chúng ta sẽ đọc là condition. Không phải là condition. Phải đọc condition. Condition. Bởi vì nó không có trọng âm nên nó sẽ ra âm ơ. Condition. Ừ. Rồi vị trí thứ hai nhá. Rồi tiếp nhá. Acne. Acne. Bạn đưa vào hộp chat nào. Acne. Đây là chỉ có Hoàng Phục nhầm thôi. Thành Chi. Đấy. Ở đây nhá. Cô đọc này. Acne. Là trong âm nó sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Rơi vào chữ A. Acne. Nó rơi vào chữ A. Vì vậy ở đây sẽ ra là âm Y. Chữ E này sẽ ra ni, chứ không phải là né được. Acne. Đó. Tiếp tục nhá. Tofu. 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 Ok, very good. Tofu. Tofu. Đó, rồi đấy là một nửa. Các bạn là rơi vào âm 1. Còn một nửa là rơi vào âm 2. Bây giờ bạn xem lại nào. Khẩu hình miệng và cách đọc nào. Tofu. Tofu. Không phải là tơ phu. Mà là tofu. Âm này là âm ơ u. Âu âu âu. Tofu. Vì vậy trong âm nó rơi vào âm tiết thứ nhất. Rơi vào chữ sau. Tofu. À. Rồi vào thứ nhất nhá. Continue. Soybean. Soybean. Rồi, rất tốt. Đó, hầu hết các bạn đã hiểu rồi đấy. Hầu hết các bạn tương tác được đều đã có đáp án đúng. Soybean. Very good. Ở đây tiếp tục là danh từ ghép. Và chúng ta sẽ rơi vào chữ soy. Soy. Đấy là danh từ ghép nên nó rơi vị trí thứ nhất. Tiếp tục nhá. Protein. 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 Nhiều bạn rất là nhanh. Còn một số bạn cố gắng tương tác đi ạ. Đấy. Đó, hầu hết các bạn đã có đáp án đúng. Một vài bạn nhầm thôi ạ. Ở đấy là tiếp tục là một danh từ. Vì vậy nó cũng rơi vào âm tiết thứ nhất. Đó là rơi vào chữ râu. Protein. Chứ đừng có đọc là protein. Phải đọc là protein. Protein. Đấy. Rơi vào âm tiết thứ nhất. Tiếp tục ạ. Vegetable. 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 Rất tốt. Đấy. Rất tốt. Ở đây đó phải rơi vào chữ ve. À, vì vậy ở đây đã xảy ra âm ơ, turbo, turbo,
Vegetable. Tiếp tục nhá. Rồi, tiếp theo. Hầu hết đã có đáp án đúng. A fact. A fact. A fact. Rất tốt. Nhưng bạn tương tác là nhưng bạn đã có đáp án đúng. Chỉ có Hoàng Phúc là nhầm lẫn. Ở đây nhá, tiếp tục này. A fact là một động từ. Và vị trí thứ nhất cô đọc ra âm ơ huyền, ơ phạt. Huyền, vì vậy nó sẽ rơi vào chữ phạt. Trong âm của động từ thì nó sẽ rơi âm 2. Ơ phạt, nó sẽ rơi âm 2, không phải rơi âm 1 được. Tiếp tục nhá. Avoid. 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 Rất tốt. À, như bạn đã tương tác được trong âm rất tốt. Very good. À, nó sẽ rơi âm 2. Bởi vì đấy là động từ, bắt đầu là chữ A, nó không có trọng âm. Sẽ rơi vào âm 2. Avoid. Tiếp tục nhé. Diet. Diet. Rất tốt. Đó. Ok, well done. Thì ở đấy mặc dù nhìn cái từ này này nó rất là ngắn gọn nhưng mà nó có hai âm tiết đấy ạ. Đó là âm y và âm ơ. Diet. Nó rơi vào chữ đi. À, ra âm ai. Chữ y này được đọc ra âm ai. Rồi âm tiết thứ nhất. Diet. Rồi âm tiết thứ nhất. Từ cuối cùng nó khá khó. Cô đọc bạn thì xem từ nó rơi vào âm tiết thứ mấy nhá. Vegetarian. Vegetarian. Rất tốt, có nhiều bạn như Huyền Trang, Mai Chi, rất tốt. Nguyễn Huyền, ok. Là những bạn rất là nhanh và đã có đáp án đúng. Còn các bạn khác đang còn nhầm. À, bạn nghe cô đọc lại này. Vegetarian. Vegetarian. Đấy. Vegetarian. Rồi Lý Bình. Ok. Đó. Khi nào chưa được Lý Bình. À, Nguyễn Huyền. Mai Chi. Huyền Trang. Là những bạn có đáp án đúng. Kim Châu. Còn những bạn khác chưa đúng. Bạn nghe lại nào. Vegetarian. Ok, Quyết đã có đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các bạn nhé. Ở đây này, cái từ này nó khá khó cho bạn. Và chúng ta sẽ xem này, từ này có này. Vegetarian. Từ này có 5 âm tiết. Và bạn xem này, mèo trong âm. Những từ nào phát âm, những cái âm nào phát âm ơ. Ơ huyền, y là không có trọng âm. Nó phải rơi vào từ không thanh ngang. Đúng không? Thì đối với từ bá mấy bá này là rau, rau cô quấy, rau. Chúng ta gọi này, vegetable. Vegetable, ơ hết. Vì vậy nó rơi vào chữ ve. Nhưng mà xuống đây cùng là cái từ đó nó biến đổi thành người. Vì vậy nó có đuôi ian. À, ian. Cái từ mà kết thúc là đuôi ian. Giống như đuôi sân. Trong âm sẽ rơi phía trước. Đó là rơi vào chữ tè. Từ này chúng ta sẽ đọc ra chữ tè. Terrian. Terrian. Nó rơi vị trí thứ 3. À, Terrian. Còn ở đằng trước này là âm nhẹ. Vẻ. Giờ. Cái này âm giờ rò này. Ơ huyền. Rian. Cô đọc là này, vegetarian, vegetarian, vegetarian. Vì vậy trong âm nó rơi âm 3. Còn âm thứ nhất là âm nhẹ. Từ thứ nhất là âm nhẹ. Vegetarian. Đó. Nó rơi âm 3. Như bạn có đáp án đúng. Sau khi đánh trong âm,
Mời một bạn đọc lại cho cô. Mời Thùy Dương. Dear teacher, sun cream, sunburn. Ghé sát mic cho to lên đi em. Lăn bỏ, dìm, dìm lại, dìm, dìm. Ơi nhỏ, em ghé sát mic đọc to lên đi nó. Chạp, chạp, chạp lịp. Chapa skin, skin, skin condition, and acne, the food, soybean, protein, vegetable, soft drink. A fact. Perfect. Avoid. Diet. Diet. Vet. Okay, thank you, Thùy Dương. Bạn Thùy Dương phát âm khá tốt rồi, nhưng mà chỉ có cái âm của bạn nó hơi nhỏ, cho nên thu vào là nó hơi hạn chế. One more. Khánh Chi, please. Dear teacher, sunscreen, sunburn, lunchbox, dim, dim light, lip balm, tap, chap lips, chap skin, 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 skin condition, acne, the food. Soybean, protein, vegetable, soft drinks, affect, avoid, diet, vegetarian. Okay, well done. Bây giờ trong lớp chúng ta có ai mà cảm thấy mình vẫn chưa tự tin lắm để đọc nào? Raise your hand. Chưa tự tin lắm để đọc. Vẫn đứng gặp khó khăn nào thì giờ tay để cô xem nào. Ai chưa tự tin lắm nào? No one. Không ai cả, có nghĩa là cùng đọc được cả rồi phải không? À, thế thì ai cũng đọc được rồi. Mời một bạn mà ý chí phát biểu trong lớp để đọc bài cho các bạn nhé. Nãy giờ là chưa nghe bạn làm bạn chưa gọi lần nào đâu bạn ơi. Giá phụ nào, giá phụ đọc nào. Giá phụ. Đâu rồi? Mất lượt rồi em à. Wow, giá phụ không lên tiếng. Đi đâu rồi? Có đọc bài không nào? Ok. Cô mời bạn Cuộc Lắm đọc nào. Yeah, teacher. Sun cream, sunburn, lunchbox, dim light, lip balm, chap. Chép chờ chờ em cứ đọc đi phải đọc âm đi cuối đó này cô
chapped skin. Chapped. Chapped. Đừng có đọc chẹp, mà cũng có đọc chạp, mà đọc là e be này. Chapped. Chapped. Chapped lip. Em đọc đi. Chapped lip. Chapped lip. Chapped skin. Skin condition. Acne. Tofu. Soybean. Protein. Vegetable. Short drink. Affect. Avoid. Diet. Vegetarian. A vegetarian. Mm-hmm. Vegetarian. Phải té cho người tơ bởi vì nó trọng âm nó rơi đỏ rồi. Vegetarian. 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 Bây giờ bằng cuộc lắm này. Đọc ra số 33 cho cô nghe nó. Vegetarian. Không, số 33 mà. Forgettable. Ờ, em đọc là forgettable. Là sai mà rơi cuộc lắm này. Từ đây trong âm nó rồi âm điệp thứ nhất. Vì vậy ta không đọc là forgettable. Từ đọc đúng này. Vegetable. Vegetable. Từ này dơ rồi nó âm chặt âm dơ không âm ơ. Vegetable. Vegetable. À, nếu đọc chậm này. Vest. Là âm cuối nhá. Vest. Vegetable. Table. Vegetable. Chúng đọc là forgettable. Nếu mà đọc vơ ghé tơ bơ lên nó rồi có chữ ghé mà rồi. Vì vậy em phải đọc là vegetable. Vegetarian. Rồi số 28 đọc này lắm, à lắm này. Condition. Condition. Skin condition. Đó. Nên nó có một số tư và cái âm cuối của cái số 24 hay là 26 là bật nhanh chữ vơ và chữ tơ. Chat. Chat. Đấy. Đó là về từ vựng tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp. Đã có ai muốn trải nghiệm đọc một lần nữa mà? Được rồi chị ạ. À? Ok. Continue. Tiếp tục nhé. Bây giờ này, chúng ta sẽ nhìn vào cái bài tập ở đây. Bạn sẽ tìm cho cô từ khảo nhóm. Từ khảo nhóm. Cô cần phải chụp cho cô. Cô. Không, không cần ạ. À. Bạn chỉ cần đà ghi vô vở cho cô. Một tròn đi, hai tròn đi, ba tròn đi. Chỉ cần ghi đáp án ạ, một tròn đáp án nào và cái từ đó để tự chúng ta giải thích nhé. Ok. Nào, bạn đưa vào hộp chat nào. Number one. Number one. Nhiều bạn đã đưa rồi, nhưng mà
Bây giờ bạn đứng vào học chat cho cô nào. Number one. Very good. Vậy các bạn đã có đáp án đúng. Không vấn đề gì nữa, đúng không? Ok. Đó. Cô với bạn Tuấn Kiệt nào giải thích cho cô nào. Một. Nhanh nha. Khi giải thích bài văn tư vấn chúng ta cố gắng nhanh nha. Câu là câu dạy. Vì a câu a câu b câu c đều là câu ẩn. Ok, thank you. A, B, C là một loài rãnh đồng tư. À, nó được thành lập từ một cái đồng tư thêm với in. À, nó là một rãnh đồng tư, là một tư chỉ hoạt động, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ chọn stress. Ok. Number 2. Bạn đưa vào hộp chat nào. Number 2. Rồi. Đây là mời thầy một bạn đã có sự nhầm lần. Mai Chi. Mai Chi kiểm tra lại xem nào. Mời Mai Chi nào giải thích nào. À, con gọi là con nhầm câu 7. À, vì sao thế? Tại vì là á, sấy giấy là nói về sức khỏe. À ha. Thế thì chị có biết yếu nghĩa là gì không? Là tròn nó. Ok, thank you chị. Do chị không biết cái từ yếu đó. À, cô mời bạn Hữu Thùy giải thích nào. Em thưa cô, cái từ yếu nó nghĩa là ổn mà trong ba cái câu ở trong cái câu là a b vị vậy là bì còn cả gì đó, con câu sẽ là chỉ khỏe mạnh. Excellent, thank you. A b và d là nói về tình trạng bệnh ốm yếu, sick, ốm yếu ốm, back ache đau lưng có nghĩa là bì một vấn đề về sức khỏe, còn healthy là tích cực, à tích cực khỏe mạnh. Number 3. Tiếp tục là bạn đưa vào hộp chat đi ạ. 3. Đấy mà nhầm được thì đổi chứ đúng không? Rất tốt. Đó. Thì đa số các bạn đã biết rồi. Cô giải thích luôn nhá. Ở đây là lunch, dinner, breakfast là từ chỉ bữa ăn. Còn dessert là món ăn. À, món ăn. Continue. Number 4. Number 4. Rồi, thật tốt. Không phải nhiều bạn tương tác rất là nhanh. Đó, vậy tiếp tục câu 4 này. Vậy Mai Chi là nhầm tiếp mất rồi. Mai Chi con người nhầm rồi hả? Con người nhầm rồi. Rồi. Rồi, cô mời bạn Hải Án giải thích cho cô của bộ không? Khi được gọi chúng ta cố gắng nhắn nhá, để đứng con vì buổi vì cùng buồn thôi, để con bạn đứng học 3 ngày mãi để nghỉ ngơi nữa, đúng không? Đâu rồi? Mời Hoàng Phúc nào. Đây là có là câu giấy. Chọn câu C, vì sao thế? Câu giấy cơ. À câu D. Vì sao lại chọn câu D? Đây là có là câu A, câu B, câu C là đây chung để chung nặng ngon câu giấy là bị chín nặng. À. Cô A, cô B, cô C là dùng để tránh nắng. Còn cô D là bị cháy nắng. Cô D là bị cháy nắng với tình trạng bệnh. Đúng rồi. À, rất tốt.
Đó, dùng để tránh nắng, còn một bên là bị cháy nắng. Câu thứ năm, bạn đưa vào hộp chat của xem nào. Câu năm. Để Rồi. cậu ăn sấy quả nắm sấy Con vô chat mấy tiếng? Rồi, rất tốt. Đa số các bạn đã có câu đúng rồi. Trừ bởi bạn không đưa đáp án thì cô cũng rõ lắm. Thì ở đây cô giải thích luôn nhá. A, B và D là tiêu cực, mệt mỏi, ốm yếu. Còn C là tích cực. Vừa bàn đấy. Fit. Khi nào chúng ta vừa học cái mới. Và cuối cùng, số 6. Số 6 à. Rồi, rất tốt. Như bạn đã có đáp án đúng. Rồi. Cô mời bạn Nguyễn Huyên giải thích nào. Em đã có là em nhắn câu 7. Quay. Bởi vì câu A, câu C, câu D là con nghe trong trạng thái nghỉ ngơi, còn câu B là làm việc. Well done. Thank you. Cô bé là làm việc, con bà tư còn lại là nghỉ ngủ, nghỉ ngơi. Đó, thế thì chúng ta vừa mới học một 38 từ vựng của cái unit 2. Thì bạn cố gắng học thuộc lòng. Học thuộc lòng, viết thuộc, đọc thuộc nhá. Và quay video trước buổi học thứ hai tuần tới là cô chấm điểm ạ. Phần này là bạn phải làm từ kia này, không có điểm là nói em quên không được. Là bạn sẽ quay video đọc từ vựng gửi cho cô trước thứ hai tuần tới, và cô sẽ gửi một bài tập về cái phần từ vựng này ở trên Zalo. Bạn ghi chép vào vở và làm để cô chấm, là chấm bài tập và chấm video đọc từ vựng. Nên các bạn lưu ý hoàn thành nhiệm vụ của mình nhé. Thời gian này cũng đã muộn rồi, vì vậy chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đây. Hẹn gặp các bạn vào thứ hai tuần tới. Ok. Goodbye and good night. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Hello.